ca sĩ thảm họa. Thành phố Kobe nước Nhật là nơi mà người dân rất yêu thích âm nhạc. Các nhà hàng, quán bar, nơi những ban nhạc sống hay lui tới luôn đông khách. Ừ nè, cho tôi mượn một chút, tôi thuộc bài hát này lắm. Wow, wow, người yêu dấu hơi. Khắc Anh à, chơi cho tôi bài người yêu dấu nha. Hoa anh đào nở, anh lại nhớ em. Tình yêu xa hơi, tới đây hẹn hò. Ngày nào cũng một giờ khuya mới được về. Tôi ngán mấy vị ca sĩ bất đắc dĩ này quá rồi. Cứ đánh đi đánh lại một bài cho họ luân phiên hát để hơn thua nhau. Tôi chẳng thấy việc mình làm ý nghĩa gì hết. Biết làm sao được, họ là thượng đế của chúng ta mà. Ê, ở cái cô bê này, đến bò còn thích âm nhạc nữa mà. Các cậu à, có tin tốt lành đây. Các cậu có muốn kiếm thêm 100 yên mỗi tối không? Có chứ quản lý, việc này là như thế nào ạ? Đơn giản lắm, các cậu chỉ cần ở thêm một tiếng, đệm đàn cho khách hát là sẽ có số tiền ấy, xem như được tính vào tiền làm thêm giờ nha. Hả? Thì ra là vậy sao? Xin lỗi, tôi không muốn làm đâu. Chúng tôi tới đây để kiếm sống, nhưng trên hết, chúng tôi là những nhạc công chân chính. Chúng tôi muốn biểu diễn một cách chuyên nghiệp. Các cậu thì sao chứ? Hãy biểu quyết đi. Nếu chỉ có Inoue không muốn thì ý các cậu sẽ là quyết định cuối cùng. Tôi thế nào cũng được. Cậu ấy nói cũng có lý. Ban nhạc không thể thiếu Inoue. Cậu ấy vừa có thể chơi trống, vừa chơi được keyboard. Inoue, chẳng phải cậu cũng chỉ là một kẻ nghiệp dư, không hề biết nhạc lý mà chỉ chơi nhạc theo bản năng sao? Ừ, ông nói gì chứ? Một người bình thường cũng mong muốn được trở thành ngôi sao trên sân khấu. Hãy giúp những khán giả của chúng ta thực hiện ước mơ ấy. Thực chất nơi để họ thể hiện rất ít, nên khi thấy ban nhạc họ mới phấn khích như thế. Xin hãy hiểu cho những con người bình thường có đam mê ca hát đi. Những thành viên khác chưa đến sao? Ừ, vâng, để mà đệm hát đơn giản, chỉ cần một người chơi keyboard là đủ, phải không? Ừ, vâng, cũng có thể nói như thế ạ. Vậy thì tốt quá đi, đây là địa chỉ của tôi, nhờ anh tới nhà đệm đàn cho tôi tập hát, chả là công ty tôi đang có cuộc thi văn nghệ. Ừ, việc này tôi e là hơi khó, vì chúng tôi rất bận. Giúp tôi nha, tiền nong không thành vấn đề, chả là ngày xưa tôi cũng mơ thành ca sĩ mà không được. Cuộc thi này cũng là dịp để tôi thỏa nỗi lòng. Ừ, anh Taki, thật ngại khi phải nói điều này, nhưng từ ngày mai tôi không thể tới đây đệm đàn cho anh được. Ban nhạc chúng tôi đang có một chuyến lưu diễn. Làm sao thế được? Tuần sau là tôi biểu diễn ở cuộc thi rồi. Inoue, tôi đã rất quyết tâm cho lần này, xin hãy giúp tôi đi. Ừ, làm sao bây giờ? Việc của ban nhạc tôi không có lựa chọn khác được đâu. Hãy tìm cách giúp tôi đi. Làm sao tôi có thể tập hát mà không có dàn nhạc được cơ chứ? Hát chay thì còn ra cái gì nữa? Không có dàn nhạc thì không thể hát sao? Thật ra thì bài hát vẫn vậy, nhạc chỉ chơi đi chơi lại như một con robot, rất nhàm chán. Các vị thần hãy phù hộ cậu bé Inoue. Mong phép màu đến với Inoue bé bỏng. Chỉ cần con được sống vui vẻ, cha mẹ không mong cầu gì nữa. Inoue, vì mẹ không chăm sóc con cẩn thận mới làm con ngã từ tầng cao xuống. Inoue à. À ơi, chính bác sĩ cũng đã nói rằng chấn thương của mình là không thể chữa khỏi. Vậy nhưng âm nhạc đã cứu giúp mình, và chắc hẳn sẽ còn giúp được nhiều người khác. Và đó chính là liều thuốc tinh thần.
anh là Inoue đúng không ạ? Tôi là Chico, mạo muội xin gặp anh một chút. Anh Inoue, nhờ anh Taki, tôi được biết anh thường thu sẵn những bản nhạc đếm vào băng cassette cho anh ấy tập hát. Ờ, vâng, đúng rồi. Anh có thể làm giúp tôi một cái được không ạ? À, mà nếu là nhiều cái thì càng tốt ạ. Ừ, sao chứ, cô cũng tham gia thi văn nghệ ở công ty sao? Không, không phải là như thế ạ. Chả là... Todoshi, tôi và anh ấy đã có hôn ước, nhưng rồi thế chiến thứ hai xảy ra, Todoshi nhập ngũ. Giờ anh ấy chỉ còn lại một chân, một phần thân thể của anh ấy đã ở lại chiến trường. Anh ấy tràn đầy mặc cảm, nhất định không muốn gặp tôi. Tôi mong mình có thể hát bài hát ngày xưa anh ấy yêu thích, để anh ấy có thể mở lòng trở lại. Ừ, vâng, tôi có thể giúp cô. Có phải có rất nhiều người như Todoshi, những quân nhân trở về từ trận chiến? Inoue đã đấu một đầu máy thu cassette với bộ tăng âm cỡ nhỏ cho guitar, nhét vào một thùng gỗ sơn trắng nhỏ, rồi nối tất cả với một microphone. Thưa các vị, tình cờ sau những lần giúp khách hàng của mình có thể hát như những ca sĩ mà không cần ban nhạc đệm đàn, tôi đã sáng chế ra chiếc máy này. Máy hát tình karaoke này chỉ với một đồng xu. Các quý vị có thể thoải mái với niềm say mê âm nhạc của mình. Thật kỳ lạ, rõ ràng là bọn họ đã rất muốn được hát trên sân khấu như những ca sĩ rồi mà. Bản tính của người Nhật chúng ta là vậy, bên ngoài thì trầm lắng, không phải lúc nào cũng thể hiện sự sôi nổi của mình. Phải thể hiện đúng lúc, đúng cuộc chơi anh à. Anh Inoue, anh Inoue, anh Todoshi cứ muốn gặp anh. Cảm ơn anh, ân nhân. Nhờ có anh và chiếc máy phát nhạc của mình, tôi đã tự tin tiếp nhận tình cảm của Chico. Chúng tôi sắp làm đám cưới, mời anh tới dự cùng chúng tôi nha. Anh Inoue, đây là phiên bản to hơn của chiếc máy phát nhạc cho chúng tôi hát phải không? Nó có vẻ kèm cả mic hát đó, nhưng dường như ở đây không ai hứng thú với chiếc máy này cả, cô Chico. Thật sao? Vô lý thật đấy. Tôi nghĩ chúng ta cần thử âm thanh để nó có cơ hội truyền đến mọi người yêu ca hát. Chẳng mấy chốc, cơn sốt karaoke lan đến các đô thị lớn như Osaka, Tokyo, dần dần ra toàn quốc. Inoue lập công ty Grison, tự chở trang bị kỹ thuật và các bài hát mới bằng xe tải nhỏ đến cho khách hàng mọi miền. Cuối năm đó, ở tuổi 31, Inoue làm ra chiếc máy hát karaoke đầu tiên mang tên Truke 8. Inoue cũng không thể ngờ phát minh của mình được yêu thích đến vậy. Nếu Inoue đăng ký bản quyền sáng chế của mình, ông có lẽ đã trở thành một triệu phú. Thế nhưng, người đàn ông này tỏ ra không hề hối tiếc vì đã giúp mọi người được vui vẻ. Ông trả lời phỏng vấn rằng mình không phải một nhà phát minh. Ông chỉ đơn giản là kết hợp những thứ đã có sẵn với nhau, là một chiếc loa trong xe hơi, một hộp tiền xu và một chiếc tăng âm nhỏ để tạo ra karaoke. Năm 1999, tạp chí Time châu Á đã đăng danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất đến thế kỷ 20. Time vinh danh ông vì đã đưa lại tiếng nói cho người Câm và thay đổi diện mạo đêm châu Á. Từ đó, nhiều người biết đến Inoue đã tạo ra karaoke
và làm thay đổi cách giải trí của thế giới. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về ông Daisuke Inoue người Nhật, người đã phát minh ra karaoke thay đổi cách giải trí của thế giới vào năm 1971. Viên xương khớp Sobi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Sobi nhập khẩu bởi Sun Pharma. Cẩn thận đó, bữa tiệc này toàn khách hàng quan trọng của chồng tôi không đó. À, dạ vâng, bà yên tâm, tôi sẽ kỹ lưỡng ạ. Đây toàn là đồ ăn bằng sứ cổ Trung Hoa, được lưu giữ trong gia tộc từ những năm 1600, rất quý hiếm đấy. Cô không được làm vỡ như những lần trước đâu nha. Dạ thưa bà, tôi biết rồi ạ. Lần này tôi sẽ đặc biệt cẩn thận hơn, nhất định sẽ không làm đổ đồ đạc đâu ạ. Chồng tôi đã rất nhiều lần bực bội vì cô làm vỡ đồ. Tôi đã nói đỡ rất nhiều lần rồi, đừng để tôi thất vọng nữa đấy. Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bà đã nói đỡ cho tôi với ông chủ ạ. À, nếu không có bà, chắc tôi mất việc từ lâu rồi ạ. À, thôi được rồi, cô đi làm việc đi. À, trời ơi, lại đổ vỡ nữa rồi. Có chuyện gì vậy? Lại là cô ta. Lần này lại vỡ gì rồi? Làm sao bây giờ? Trời ơi là trời. Kỳ Minh, cô lại làm vỡ chén đĩa đúng không? Sao chưa bao giờ tôi có thể thấy cô cẩn thận thế hả? Trời ơi, bộ chén đĩa quý của tôi. Tôi xin ông bà, ông bà đừng đuổi việc tôi mà. Đã bao nhiêu lần cô xin xỏ rồi hứa hẹn sẽ cẩn thận rồi mà vẫn chứng nào tật nấy. Cô có rút kinh nghiệm được lần nào đâu. Kỳ Minh, bình tĩnh lại đi. Hôm nay toàn khách quan trọng không hả? Cũng tại em, anh đã nói đuổi việc cô ta đi, vậy mà em vẫn khư khư giữ lại. Giờ thì em xem đi, toàn đồ quý hiếm mà anh sưu tầm giờ đã bị cô ta làm vỡ hết rồi. Tất cả những đống đổ vỡ này, tháng lương cả năm của cô ấy cũng không thể đền bù được đâu. Được rồi mà, cứ để em lo cho. Anh ra ngoài nói chuyện với khách đi, đừng đi lâu quá như vậy, họ sẽ không thoải mái đâu. Lần này không thể nhân nhượng được nữa đâu, em phải mạnh tay giúp anh. Được rồi mà, ra ngoài với khách hàng đi anh. Cô xem đi, lần này tôi không thể giúp cô được nữa rồi. Tôi xin bà, tôi có con nhỏ ở nhà, tôi không thể mất việc được. Lần sau, tôi hứa sẽ rút kinh nghiệm mà. Bà tha cho tôi một lần này thôi, tôi xin hứa mà. Cô có biết vợ chồng của tôi quý bộ bát đĩa kia lắm hay không? Nó rất là đáng giá, chỉ những dịp quan trọng tôi mới dám mang ra dùng. Vậy mà, cô đã làm vỡ nó mất tiêu rồi. Bà ơi, tôi xin bà, là do tôi vụng về. Tôi mà bị mất việc, cả nhà tôi sẽ bị chết đói mất. Tôi xin bà, vì mấy đứa nhỏ dại mà thương tình cho người mẹ hậu đậu của chúng. Tôi xin bà chủ. Bà ơi, xin hãy để tôi rửa chén bát. Bà làm thế này, ông nhìn thấy sẽ trách mắng tôi mất. Để cho tôi tự rửa đi, nếu không cô sẽ làm hỏng hết bộ ấm chén này mất. Nếu không phải là làm vỡ thì sẽ làm hư hại sức mẻ chúng nữa. Tôi xin lỗi. Lần trước tôi đã phải xin lần cuối cho cô rồi đó. Tôi thương những đứa nhỏ nhà của cô, đuổi việc cô cũng không đành. Thôi thì tôi đành tự rửa chúng cho yên tâm. Nếu có vấn đề gì cô cũng không phải chịu trách nhiệm. Dạ, bà thật là tốt bụng ạ. Không ngờ việc rửa bát cũng mất thời gian và làm hỏng đôi bàn tay của mình nhanh như vậy. Con người có thể hậu đậu để làm vỡ hỏng bát đĩa, nhưng máy móc thì không. Giá như có loại máy nào đó có thể rửa được bát đĩa nhỉ? Đúng rồi, tại sao mình không thiết kế ra một loại máy dùng sức mạnh của tia nước có thể làm sạch bát đĩa chứ?
liệu nó có hiệu quả không? Tất nhiên là có rồi. Vì nó là mô hình máy móc, nên độ an toàn rất là lớn, sẽ không bị vỡ. Hơn nữa, em tin lực nước của chiếc máy này hoàn toàn có thể làm sạch bát đĩa bẩn đó mình à. Anh tin em hãy cứ làm theo suy nghĩ mà em cho là đúng đi, anh sẽ ủng hộ em. Giới thiệu với em, đây là George Buster, một thợ máy rất giỏi. Ông ấy sẽ giúp đỡ em trong việc chế tạo ra máy rửa chén từ những bản vẽ. Cảm ơn anh. Tôi đã nghe ông nhà kể qua về kế hoạch và bản vẽ của bà. Tôi sẽ giúp bà, bởi tôi cũng rất thương vợ tôi khi hàng ngày phải rửa số lượng bát đĩa rất lớn. Tôi tin sản phẩm máy rửa bát của chúng ta sẽ có thể thực thi và giúp ích cho các bà nội trợ. Để em thử vận hành chiếc máy này nha. Em đừng lo, nhất định sẽ thành công mà. Nước đã phun ra rồi. Chuyện gì vậy? Có vẻ như động cơ của máy này hơi thấp. Hơn nữa, bà nhìn xem, bát đĩa vẫn còn đầy vết bẩn. Lực nước chúng ta tính toán hơi nhỏ. Chúng ta đã thử nghiệm rất nhiều lần mà đều thất bại cả. Tôi tưởng lần này sẽ thành công chứ. Vậy mà... Cố lên em đã dồn hết tâm sức vào chiếc máy này rồi. Có lẽ em phải dừng lại thôi mình à. Em đã dốc rất nhiều tiền của anh vào chiếc máy này rồi. Tại sao phải dừng chứ? Cứ tiếp tục làm, đến khi nào thành công thì thôi. Em sắp đến đích rồi mà. Đúng vậy, tôi tin chúng ta sẽ thành công mà. Khi vẫn đang nghiên cứu để chế tạo ra chiếc máy rửa bát của mình, bất ngờ, vào năm 1883, chồng bà qua đời. Bà đã chịu rất nhiều áp lực về kinh tế lẫn tinh thần. Bà hãy cố lên, hãy vượt dậy tinh thần của mình. Ông nhà ở trên không muốn nhìn thấy bà bi lụy như vậy đâu. Dạ đúng vậy thưa bà đừng buồn nữa. Dù sao vẫn còn tôi ở bên cạnh bà mà. Trước đây còn chồng của tôi hậu thuẫn, tôi không phải lo về kinh tế. Giờ thì ông ấy đã mất rồi. Bây giờ nghĩ lại, có phải tôi đã tiêu tốn quá nhiều tiền của anh ấy cho những suy nghĩ linh tinh của mình để anh ấy phải như thế này hay không? Bà đừng lo, từ giờ tôi sẽ tự nguyện giúp đỡ bà. Đến lúc nào bà thành công việc chế tạo ra chiếc máy rửa bát thì thôi. Tôi cũng sẽ ở bên để giúp đỡ cho bà mà bà. Bà đối tốt với tôi như vậy, giờ là lúc tôi nên đền ơn cho bà. Cảm ơn nhiều. Để tạo ra cái máy này, trước tiên tôi sẽ đo chén đĩa và chế cái giá bọc bằng dây sắt. Mỗi thiết kế đặc biệt để phù hợp với cả ly, cốc hoặc đĩa. Các ngăn được đặt bên trong một bánh xe nằm phẳng bên trong nồi hơi bằng đồng. Và sẽ có thêm động cơ xoay bánh xe, trong khi nước xà bông nóng được phun lên từ đáy nồi hơi và đổ xuống đống chén đĩa. Đúng vậy đó, ý của tôi là như vậy. Tôi cho chén bát vào nha bà. Được rồi, cô cho vào đi. Rất tốt, lực nước rất cao. Lần này khả năng chúng ta thành công rất lớn bà. Bát rất sạch thưa bà. Bà đã thành công rồi bà ơi. Thành công rồi, thành công rồi. Mình à, cuối cùng em cũng đã làm được rồi mình à. Chúc mừng bà. Bao vất vả của bà suốt thời gian qua giờ đã được đền đáp xứng đáng rồi. Hodan phổ biến chiếc máy này với tất cả mọi người và ai cũng đều thích thú, công nhận vẻ tiện ích của nó, đặc biệt là những người nội trợ. Sạch hoàn hảo, chiếc máy này hữu ích ghê. Vào năm 1886, Josephine đã nhận được bằng sáng chế cho phát minh và sự nỗ lực của mình. Sau đó, bà đến Chicago để thuyết trình tại các nhà hàng và khách sạn. Bà đã thực hiện thành công chuyến giao dịch bán hàng đầu tiên ở Palmer Hotel. Năm 1889, bà Coran mở nhà máy của mình ở gần Chicago để sản xuất một lượng lớn máy rửa bát. Bởi lúc này, rất nhiều nhà hàng khách sạn tỏ ra hào hứng với chiếc máy rửa bát của bà. Dạ, mời bà uống trà. Thật không ngờ, tôi cũng có ngày thành công như bây giờ. Lúc chồng tôi mất, tôi cảm tưởng như cuộc sống của tôi đã sụp đổ từ đó rồi. Bà là người tốt, nhất định ông trời không phụ lòng bà mà. Bà đạt được thành công của ngày hôm nay, tất cả cũng vì lòng tốt và sự cố gắng của bà mà thôi ạ.
cũng nhờ có sự vụng về của cô, tôi mới có động lực phát minh ra máy rửa bát và có được sự thành công như vậy đó chứ. Viên xương khớp Sobi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Sobi nhập khẩu bởi Sâm Phạc Ma. Điều kỳ diệu. Tôi rất tiếc khi phải thông báo cho anh biết bệnh suy thận con trai anh đã chuyển sang giai đoạn 4 rồi. Giai đoạn 4 là như thế nào vậy bác sĩ? Có lẽ là thận của cháu đã bị tổn thương nặng hơn. Mức lọc cầu thận bây giờ chỉ còn 15-29ml trên một phút. Điều đó đồng nghĩa với việc từ tuần sau cháu sẽ phải thường xuyên đến bệnh viện để chạy thận. Bác sĩ xem có cách nào giúp cháu với. Nhìn thấy con như vậy, em thấy xót lắm. Cách tốt nhất với cháu là thay thận. Nhưng hiện tại ở bệnh viện không còn thận dự trữ. Khi nào có người đăng ký hiến thận, chúng tôi sẽ thông báo cho anh biết. Vâng, em cảm ơn bác sĩ. Chào bác sĩ, em về. Tuần sau em lại đưa cháu đến. Phong, thằng bé lại chạy đi đâu rồi? Phong, sao con ở đây? Con cái gì? Con để bố đi tìm mãi. Muộn rồi, bố con mình về thôi. Vâng ạ. Cháu chào bác, cháu về trước đây ạ. Con cố ăn nhiều nhé. Hôm nay con cảm thấy sức khỏe trong người thế nào rồi? Dạ, sau khi chạy thận, con thấy sức khỏe tốt hơn rồi ạ. Phong à, chiều nay con ngồi với ai ở ghế đá trong bệnh viện đi? Dạ, đó là bác vô gia cư. Bác ấy mới chuyển đến sống ở khu phố nhà mình. Mấy lần con đi học về đều gặp bác ấy đi nhặt rác. Lần sau bố cấm con không được tiếp xúc với người đó, nghe chưa? Nhưng tại sao ạ? Con thấy ông bác ấy rất thân thiện mà. Nhưng người như thế, nay đi đến chỗ này, mai đi đến chỗ nọ, mình chẳng biết họ là ai. Nhớ là người xấu thì sao? Tốt nhất là con không nên tiếp xúc nữa. Bố không muốn nhắc lại chuyện này nữa đâu. Dạ. Mày thấy chưa? Tao xuất xa không? Sau này mày sẽ là một cầu thủ bóng đá giỏi đấy. Cháu chào bác ạ. Bác chào các cháu. Lần sau các cháu phải bỏ rác vào trong thùng, không được vứt bừa bãi như thế nhé. Vâng, cháu biết rồi ạ. Hôm nay cháu có phải vào bệnh viện chạy thận không? Dạ, chiều hôm qua cháu vào rồi ạ. Mày quen người vô gia cư này hả? Ừ, tao gặp bác ấy ở trong bệnh viện. Thôi mẹ ở lại nói chuyện tiếp đi, tao về trước đây. Cháu nghe bố mẹ cháu nói chuyện, bệnh của cháu nặng lắm rồi. Nếu không tìm được thận thay thế, thì cháu sẽ bị chết. Cháu sợ lắm bác ạ. Cháu phải lạc quan lên. Cháu phải luôn tin tưởng điều kỳ diệu sẽ đến với cháu chứ. Điều kỳ diệu chỉ xảy ra trong truyện cổ tích thôi ạ. Phong, con làm gì vậy? Bố bảo con bao nhiêu lần là không được tiếp xúc với người lạ mà. Bố... Con xin lỗi, nhưng... Con còn đứng ở đấy à? Lên xe bố đèo về. Con hay thật đấy. Sao không biết nghe lời bố vậy? Con xin lỗi, nhưng bác ấy trông rất đáng thương. Bác ấy không xấu như bố nghĩ đâu. Con còn bé nên không biết gì. Con chỉ nhìn thấy bề ngoài của người ta mà không hiểu lòng dạ bên trong. Nhớ ông ta lừa con bán đi thì sao? Bố đừng nghĩ oan cho người khác. Con bệnh nặng thế này thì ai còn muốn lừa con nữa. Con hơi mệt, con lên phòng nghỉ đây. Thôi muộn rồi, con đi ngủ đi. Trời mưa to thế này, không biết bác ấy có tìm được chỗ trú mưa không. Ông ấy chắc đang trú ở gầm cầu hay là ngôi nhà hoang nào đó. Con đừng có lo cho người khác nữa. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình con à. Bố ơi, con nghe bố mẹ nói chuyện, bệnh của con nặng lắm phải không ạ? Không đâu, chắc con nghe nhầm đấy. Bác sĩ nói với bố là con sẽ sớm khỏe thôi, con phải lạc quan lên chứ. Bác ấy cũng nói với con như vậy, bác ấy bảo điều kỳ diệu sẽ đến với con bố ạ. Bố cũng luôn hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với con.
Dạ, em nghe đây ạ. Chào anh, tôi muốn báo tin vui cho anh chị và cháu. Hiện nay bệnh viện được hiến tặng 2 quả thận. Anh đưa cháu vào bệnh viện gấp để chúng tôi tiến hành phẫu thuật ghép thận cho cháu. Dạ, vâng ạ. Nhưng ai là người hiến thận cho con trai em vậy ạ? À, đó là một người đàn ông vô gia cư. Ông ấy có tiền sử bệnh tim mạch. Cách đây vài tuần, ông ấy có vào bệnh viện làm thủ tục hiến nội tạng của mình. Đêm qua, ông ấy vừa mất do cảm. Viên xương khớp Sobi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Sobi nhập khẩu bởi Sâm Phạc Ma. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.